của toàn đảng, toàn dân và toàn quân hướng về những ngày tháng năm lịch sử, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Hòa chung trong niềm vui ấy, đội văn nghệ hội truyền thống Trường Sơn, xã Nga Phường mang tới những điệu múa lời ca được sáng tác trong thời kỳ hoa lửa của Trường Sơn đi cùng năm tháng để chào mừng 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Chương trình văn nghệ được dàn dựng như sau. Một tiết mục đầu tiên là bài hát song ca Hành Khúc Ngày và Đêm, sáng tác của Phan Huỳnh Điểu. Hai tiết mục ngâm thơ là bài thơ được mang tên Âm Vang Lời Bác. Ba bài hát Sợi Nhớ Sợi Tương, sáng tác của Phan Huỳnh Điểu. Bốn tiết mục đơn ca Anh Chiến Sĩ Quân Biêu Vui Tính, sáng tác của Đàm Thanh. Năm tiết mục song ca với ca khúc Tâm Tình Cô Gái Lào, sáng tác của Cẩm Sương. Sáu ca khúc Đường Ra Trận Hôm Nay, sáng tác của Phùng Vi Nhân. Bảy là bài hát đồng ca được mang tên Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng. Chương trình văn nghệ được dàn dựng do đồng chí Trịnh Quốc Lịch cùng nam nữ diễn viên của đội văn nghệ Hội Truyền thống Trường Sơn thể hiện. Xin mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí hướng về sân khấu đón xem chương trình được bắt đầu.
rồng lại xanh trong như ngọc, tiễn những con tàu ra bắc vào nam, tiếng sóng vỗ muôn năm lời đáp vẫn như còn mới sáng.
có là thứ thứ tình yêu và giá trị năm đêm. Lần đã đã là đóng thân vui với đẹp cuộc đời trường trơn. Tôi chỉ sau lưng ba lô trên vai hầu cùng cùng yêu bên này cùng quan nhà đường bên đi cùng quan cái tim. Lần lần đã Tôi đã
văn nghệ đến đây đã kết thúc. Xin kính chào toàn thể các quý vị. Đại diện cho Đảng, chính quyền xã Nga Phường, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Bắc Sơn, hòa chung với khí thế cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, 134 năm ngày sinh của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương, Hội Truyền thống Trường Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn để ôn lại những tháng năm hào hùng để chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường lịch sử. Đường Trường Sơn, con đường huyền thoại, con đường mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại, được Đảng, Nhà nước đã phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được trao tặng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Để ôn lại những năm tháng hào hùng đấy, Hội Truyền thống Trường Sơn tổ chức lễ kỷ niệm. Xin mời các đồng chí đứng dậy để làm lễ cờ vợ. Biểu chỉnh đốn trang phục nghi. Chỉnh đốn trang phục xong. Biểu chào chào. Xin mời các đồng chí ổn định.